Hoàng Minh Di hốt hoảng cầu xin khán giả lúc nửa đêm không đăng clip biểu diễn bởi gặp sự cố nhạy cảm. Nữ ca sĩ Hoàng Minh Di vừa khiến người hâm mộ hốt hoảng với màn cầu xin khán giả trên truyền thông, kêu gọi ngừng phát tán clip biểu diễn gần đây của cô bởi gặp sự cố về trang phục. Hoàng Minh Di là nữ ca sĩ thời gian gần đây nhận về nhiều sự quan tâm, yêu thích và mến mộ của khán giả. Không chỉ trong âm nhạc mà cả cuộc sống đời tư, đặc biệt là bé Bo, con trai của nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ đặc biệt chú ý. Là một trong những giọng ca có quá trình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chỉnh chu, Hoàng Minh Di cũng đã nhanh chóng có được chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, hiện tại Hoàng Minh Di cũng được khán giả yêu thương với hình ảnh là một người mẹ đơn thân, luôn một mình để cố gắng chu toàn và chăm sóc con trai bé Bo. Thuở mới vào nghề, Hoàng Minh Di là nhân vật thường xuyên dính vào những ồn ào đời tư, từ chuyện tình cảm đến các mối quan hệ trong showbiz. Nhưng đến thời điểm hiện tại, từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, Hoàng Minh Di dường như đã cố gắng né tránh, hạn chế nhất có thể những tai tiếng drama không mong muốn ập vào người. Mới đây, vào tối muộn ngày 26 tháng 3, nữ ca sĩ Thị Mầu đã được dịp khiến người hâm mộ hoang mang bởi lời đăng đàn cầu xin khán giả không lan truyền đăng đoạn clip biểu diễn gần đây của cô. Được biết, lý do là cô gặp sự cố về trang phục trong quá trình biểu diễn. Cụ thể, viết trên trang cá nhân, Hoàng Minh Di đã vô cùng hốt hoảng chia sẻ. Tối nay, Hoàng Minh Di có đi biểu diễn một event kín thì quá trình chuẩn bị tất cả mọi người trong ekip đều không thấy có vấn đề gì. Nhưng khi lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào gây ra trang phục nhìn có phần bị nhạy cảm. Giọng ca Rời Bỏ cũng tâm sự thêm rằng bản thân lúc chuẩn bị lên trình diễn, trong quá trình chuẩn bị thì tất cả mọi người trong ekip đều thấy bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng lúc đứng trên sân khấu, nhiều đèn rọi vào nên trang phục có phần bị nhạy cảm. Hoàng Minh Di chia sẻ thêm, em thì rất sợ drama vì bản chất em cũng đang không ổn chút nào nên có nhờ MC Nguyên Khang nói giúp ngay tại sân khấu. Với tất cả quý vị ở đó đừng up các clip liên quan đến quá trình biểu diễn, nhưng hiện tại đã có rất nhiều clip được upload. Bên cạnh đó, Hoàng Minh Di cũng bày tỏ xin khán giả dừng việc chia sẻ và lan truyền clip lại bởi đây là một sự cố không mong muốn của cô. Em Hòa cầu xin cả nhà nếu ai có clip trong tay thì xóa giúp em hoặc đừng up được không ạ? À? Đây là một bài học lớn để em phải cẩn thận hơn trong tương lai. Rất mong mọi người giúp đỡ em với ạ. À. Em xin chân thành cảm ơn. Hoàng Minh Di giải bày trên trang cá nhân. Lời cầu xin lúc nửa đêm của Hoàng Minh Di đã nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm. Hầu hết mọi người đều đồng cảm và thấu hiểu cho việc làm của nữ ca sĩ. Bởi nếu không may các đoạn clip được lan truyền rộng rãi, thì hình ảnh nhạy cảm đó rất có thể sẽ tạo nên những điều tiếng không tốt, ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh danh tiếng của bản thân cô. Từ lâu đã chọn cách sống và làm việc trong sạch, không đi lên bằng tai tiếng. Bản thân cũng từng trải qua nhiều việc tương tự, nên có thể dễ hiểu khi Hoàng Minh Di giờ đây đã có động thái bảo vệ hình ảnh cá nhân như trên, luôn chỉnh chu tỉ mỉ cho mỗi lần xuất hiện, sao cho an toàn và tránh những thị phi nhất. Hành động lên tiếng kêu gọi khán giả của Hoàng Minh Di cũng được nhiều người đánh giá cao, cho rằng giọng ca gốc Bắc Ninh đã có sự chủ động linh hoạt trong việc xử lý tình huống, kịp thời lên tiếng và ngăn chặn để không bị mang tiếng xấu. Đồng thời các fan cũng liên tục tỏ ra đồng cảm, mong nữ ca sĩ hãy bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Từ khi công khai chia tay bạn trai thiếu gia, sống một mình và nuôi dưỡng bé Bo, giờ đây Hoàng Minh Di cho biết tuy không có gia đình trọn vẹn nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì có con trai và sự yêu thương nồng nhiệt của các khán giả, khẳng định sẽ sống hết mình với đam mê và cố gắng cống hiến cho nghệ thuật.